Mến chào quý cô chú anh chị các bạn thân yêu. Mình đang đứng trên bãi biển Phú Quốc, khu vực Grand World của Vinpearl Phú Quốc, Vinpearland Phú Quốc. Đây, trong đây chính là bãi biển của khu phức hợp Grand World. Bãi biển lúc về chiều ánh mặt trời đang hạ xuống mặt biển rất là đẹp. Còn phía bờ biển thì có thể thấy được những hàng cây rất là đẹp, xanh mướt. Bãi biển thì cát rất là mịn màng, sóng biển rì rào, nước biển thì rất là trong, thấy được ở dưới luôn. Từ đây xa tít tắt ở dưới kia, hay mình đoán là cỡ một cây số luôn. Bãi biển rất là dài. Phía bên trong là Grand World. Bãi biển này có các nhân viên cứu hộ luôn túc trực sẵn sàng quan sát trên những chiếc ghế cao để quan sát mọi người. Giờ này là giờ hoàng hôn nên chụp hình sẽ cho ra những tấm hình rất là đẹp. Trái tim nước biển ở Phú Quốc mùa này, những ngày đầu năm, sóng lăn tăn nhẹ nhàng, mỏng manh.
sao?